Quý vị thân mến, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là sự vận dụng tài tình chiến thuật đánh địch mạnh mẽ, dồn dập, linh hoạt trên quy mô lớn, sư đoàn 308 mang về chiến công hiển hách, họ đã đánh thắng tiểu đoàn Mỹ Ngụy tàn ác xấu xa nhất bấy giờ. Điều này không chỉ chứng tỏ sức mạnh về quân sự của sư đoàn, mà còn khẳng định rằng danh hiệu đoàn quân tiên phong dành cho họ rất xứng đáng. Video này mời quý vị cùng xem chiến tích lẫy lừng của sư đoàn 308 tiêu diệt tiểu đoàn Mỹ Ngụy ác ôn nhất. Chiến tích sư đoàn 308 xóa sổ tiểu đoàn Mỹ Ngụy ác ôn nhất. 3 năm sau Tết Mậu Thân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu lại cho đốt pháo dịp Tết Nguyên đán Tân Hợi 1971 để tỏ bản lĩnh, ra vẻ tình hình miền Nam yên ắng sau 2 năm. Nixon chủ trương Việt Nam hóa chiến tranh đã nâng quân Ngụy lên 1 triệu người và Mỹ đã chuyển giao 1 triệu vũ khí, 46.000 xe quân sự, 1.100 máy bay các loại. Để chứng tỏ sự trưởng thành của quân đội Việt Nam Cộng hòa trên chiến trường, sau khi đốt pháo Tết, Mỹ và Sài Gòn mở cuộc hành quân lớn do quân Sài Gòn đảm nhiệm nhằm đánh, cắt đường mòn Hồ Chí Minh và tiêu diệt đất thánh Cộng sản ở Lào. Để mở chiến dịch này, trước Tết của Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Manvillers đã sang điều tra tình hình chiến trường Nam Việt Nam. Khi về báo cáo kết quả tại cuộc họp do Tổng thống Nixon triệu tập, có đủ mặt Kissinger, Roger, Hager, Đô đốc Thomas More là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân Mỹ và Giám đốc CIA Hemmer. Nixon cho phép đưa kế hoạch hành quân tuyệt vời trên giấy như Kissinger nói vào thực tế chiến trường, nhưng giải thích để tránh dư luận Mỹ chỉ trích và để tỏ sự thành công của Việt Nam hóa chiến tranh nên Mỹ không đóng vai trò chủ lực trong cuộc tấn công. Mỹ chỉ đạo nhưng đứng đằng sau yểm trợ bằng không quân, gồm cả B-52, rót trọng pháo, đảm nhiệm vận chuyển. Và cả cái tên gọi của cuộc hành quân cũng rất Việt Nam, Lam Sơn 719. Lót đường cho quân Sài Gòn, từ 30 tháng 1 năm 1971, tức mới mùng 3 Tết, quân Mỹ ở dọc bờ Nam sông Bến Hải lặng lẽ triển khai, tạo bàn đạp phóng sang Lào, chiếm lĩnh các vị trí then chốt để cho ba cánh quân của Sài Gòn, gồm dù, thiết giáp, bộ binh yên tâm sẵn sàng vượt qua biên giới sang Lào. Hiệu tung vào cuộc hành quân hai sư đoàn tinh nhuệ nhất, trong đó có sư đoàn thủy quân lục chiến, tổ chức đốt pháo ăn Tết xong, chọn ngày xuất quân là mùng 8 tháng 2, tiến thẳng về Sepol qua đường 9. Về phía ta, nắm được âm mưu của địch, Bộ Chính trị lập tức chỉ đạo cho Quân ủy Trung ương và Bộ Tư lệnh lên các phương án chiến đấu để đối phó với kẻ thù. Ta cũng dự liệu trước các giải pháp trong hoàn cảnh, chúng liều lĩnh bất chấp thắng bại đưa quân ra khu 4. Không lâu sau, vào tháng 5 năm 1970, một binh đoàn bao gồm các sư đoàn bộ binh đã được ra đời với tên gọi B-70, cùng với đó là sự thành lập của các binh chủng pháo binh, công binh, cao xạ, xe tăng. Nhận được nhiệm vụ từ cấp trên, vào lúc 12 giờ ngày 1 tháng 2 năm 1971, xuất phát từ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, sư đoàn 308 cấp tốc hành quân vào chiến trường. Cũng bởi di chuyển với tốc độ nhanh chóng nên chỉ vỏn vẹn sau 8 ngày, họ đã đến nơi tác chiến. Tại đây, sư đoàn 308 cùng với lực lượng toàn mặt trận phản công địch theo các hướng quan trọng. Với tinh thần quyết tâm và sức chiến đấu mạnh mẽ, cuộc hành quân Lam Sơn 719 của kẻ thù đã sớm bị ta làm cho phá sản. Mở màn của trận đánh là ở điểm cao 500. Nơi đây có ý nghĩa quan trọng về mặt chiến lược. Nó nằm ở vị trí tiền tiêu, cách Bản Đông về phía nam 14 km. Địch ở đây có thể khống chế cả đường 16A, khu kho hậu cần của ta ở Mường Chương, ngã ba Cha Ki, ngăn chặn ta triển khai xuống phía nam và tiếp tế cho bộ đội tuyến trước. Xác định đây là trận đánh có tầm ảnh hưởng quan trọng tới quá trình triển khai chiến dịch về sau, Ban Chỉ huy Sư đoàn 308 đã quyết định sử dụng chiến thuật vây lấn, hướng tới mục tiêu đánh bại toàn bộ lực lượng địch tại đây. Về phía địch, chấn giữ điểm cao 500 là tiểu đoàn 39, thuộc Liên đoàn Biệt động quân số 1 Việt Nam Cộng hòa. Bọn này trước giờ nổi tiếng là tàn ác với những thủ đoạn xảo trá. Chúng có khoảng 500 tên, được trang bị đầy đủ các loại vũ khí chiến đấu tối tân và hiện đại nhất như hỏa lực DKZ 106 ly, DKZ 75 ly, các khẩu cối, đại liên v.v. Không chỉ vậy, không quân Mỹ và pháo binh từ các căn cứ hỏa lực cũng tăng cường tiếp viện và yểm trợ. Lực lượng sư đoàn 308 thì gồm có trung đoàn 102, được tăng cường thêm tiểu đoàn 6 của trung đoàn 88 và 5 đại đội pháo của mặt trận. Ngay trong đêm 16 tháng 2, Trung đoàn 102 đã tiến vào thiết lập trận địa, thực hiện nhiệm vụ được giao là vây lấn tiểu đoàn của kẻ thù tại điểm cao 500.
Ngày 16 tháng 2, quân ta vừa dùng hỏa lực bắn phá, vừa dùng bộ binh áp sát, đào công sự chiến đấu. Mặc cho phi pháo địch oanh kích dữ dội, vòng vây của quân ta ngày càng siết chặt. Phòng không của sư đoàn và mặt trận khống chế chặt chẽ bầu trời khu vực điểm cao 500, máy bay lên thẳng của địch hoàn toàn không hạ cánh được, tiểu đoàn 39 ngụy bị cô lập. Ngày 17 tháng 2, được lệnh đánh chiếm mỏm số 2 trên điểm cao 500, quân ta gặp không ít khó khăn khi địch phản kháng rất ác liệt. Nhưng bộ đội ta cũng tiến công rất can đảm và mạnh mẽ với các chiến thuật được vận dụng khéo léo linh hoạt, thọc sâu vào các lỗ hổng để gây chia rẽ trong nội bộ kẻ thù. Chính vì thế mà chỉ sau một tiếng đồng hồ, tiểu đoàn 6 đã làm chủ trận địa, đại đội 4 thuộc tiểu đoàn 39 bị đánh bại hoàn toàn. Bước sang ngày 19 tháng 2, địch không cam tâm mất đi lãnh thổ của mình. Ngay từ 6 giờ sáng, chúng đã bất ngờ cho ném bom vào chốt của ta, rồi quay lại tấn công, hòng chiếm lại trận địa. Tuy nhiên, chúng buộc phải rút quân rồi tháo chạy chỉ sau nửa giờ, khi vấp phải sự đáp trả quyết liệt của các đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn của ta, đặc biệt là đại đội 11 đã góp công lớn trong lần tiêu diệt này. Ngay trong tối ngày 19 tháng 2, sư đoàn 308 đã ra chỉ thị đưa tiểu đoàn 7 có pháo binh hiệp đồng tấn công vào các điểm còn lại của kẻ thù trên điểm cao 500. Chỉ sau 2 giờ, quân ta đã tiêu diệt đại đa số lực lượng của tiểu đoàn 39, đi tới giành quyền làm chủ toàn bộ mỏm số 3. Sư đoàn 308 với phương châm đánh chắc thắng chắc, yêu cầu các đơn vị củng cố giữ chắc địa bàn đã giành được. Bị tấn công dữ dội, địch co cụm lại tại mỏm số 4 và 5 trong trạng thái thế cùng lực kiệt. Đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt, 6 giờ ngày 20 tháng 2, địch cho tập trung phi pháo đánh phá ác liệt tại điểm cao 500 và dùng máy bay tới bốc nốt số quân còn lại của tiểu đoàn 39. Nhưng gặp phải sự chiến đấu mạnh mẽ của bộ binh và hỏa lực của sư đoàn 308, chúng không thể hạ cánh. 3 chiếc máy bay cố tiếp cận bãi đáp bị bắn rơi tại chỗ. Cùng đường, số quân ngụy còn lại liều mạng cắt rừng chạy bộ về điểm cao 316, nơi tiểu đoàn 21 biệt động quân Sài Gòn còn đang tạm giữ. Nhưng địch đã bị chính phi pháo của chúng sát thương và bị quân ta từ trận địa vây lấn truy kích diệt gọn bên bìa rừng sông Sen. Sau khi giành được thế chủ động tại điểm cao 500, sư đoàn tăng cường bao vây, lấn chiếm từng bước và giành được thắng lợi vang dội, tiêu diệt gọn tiểu đoàn 39 biệt động quân chỉ sau 6 ngày. Bên cạnh đó, sư đoàn còn bắn rơi nhiều máy bay, các vũ khí chiến đấu bị tịch thu toàn bộ. Sự thắng lợi lần này đã làm rộng mở cơ hội để sư đoàn có thể tiến lên phía Bắc chiến dịch. Quý vị thân mến, sự tình thảm bại của quân đội Sài Gòn trong chiến dịch Lam Sơn 719 đã được nhiều sử gia phân tích, đặc biệt được chính các tướng tá Sài Gòn thừa nhận trong những trang hồi ký của họ. Nổi tiếng nhất là hồi ký của các tướng tá Sài Gòn xuất bản ở nước ngoài, đoạn nói về kết cục của Lam Sơn 719. Cái mà Thiệu gọi là cuộc chơi xuân, ngờ đâu đang tiến vào chảo lửa lớn đang chờ sẵn. Cố vấn của Thiệu sau này thuật lại, tướng Võ Nguyên Giáp đã huy động lực lượng gồm cả lực lượng thiết giáp, được trang bị loại xe tăng do Liên Xô đón đánh. Bất kỳ nơi nào mà lính Nam Việt Nam tấn công đều thấy quân đội Bắc Việt dường như đã có ở đó và sẵn sàng đợi họ. Mới non một tuần mà quân Sài Gòn đã thương vong lên tới con số hơn 3.000. Càng hoảng hốt, mục tiêu Sepol càng xa tầm súng. Lầu Năm Góc tới tấp điện hỏi Đại sứ Bân Cơ và Bộ Chỉ huy lực lượng Mỹ ở Sài Gòn, trong khi Thiệu sốt ruột cứ thúc tướng Hoàng Xuân Lãm bằng mọi giá phải chiếm lấy Sepol nhưng không cần cố giữ nó. Sau nửa tháng, đội quân tinh nhuệ của Sài Gòn vẫn kẹt trên đường. Việc tải xác chết khỏi mặt trận, không quân Mỹ làm không xuể. Cựu tư lệnh Mỹ ở Sài Gòn, tướng Westmoreland, được Kissinger tham vấn về tình hình chiến trận khi đó đã nhận định phải có ít nhất là 4 sư đoàn Mỹ mới chiếm và giữ được Sepol, chứ 2 sư đoàn Sài Gòn thì không thể kham nổi. Đến ngày thứ 25 của cuộc hành quân, đại binh Sài Gòn đã bị đánh tan nát trong các cuộc đổ quân liều lĩnh xuống gần Sepol. Cố vấn đặc biệt của Thiệu viết tiếp, 3 ngày sau khi bắt đầu chiến dịch, số phi công trực thăng Mỹ bị thương vong quá nhiều, chính điều ấy gây chướng ngại cho binh lính Nam Việt Nam. Niềm tin đầu năm mới hoàn toàn tiêu tan vì số thương binh của chiến dịch Lam Sơn đã lấp đầy các giường bệnh. Trong cuốn Từ Tòa Bạch Ốc đến Dinh Độc Lập cũng ghi nhận, chiến dịch Lam Sơn 719 chính thức kết thúc sau 44 ngày với con số thương vong cao tới 8.000 người là một yếu tố làm suy nhược ý chí chiến đấu của Nam Việt Nam. Cuộc chơi Lam Sơn 719 Xuân Tân Hợi với cái giá mà Sài Gòn phải trả không chỉ là hơn 8.000 mạng sống mà như Nguyễn Cao Kỳ đã có đánh giá không sai rằng đem một đội quân quen lệ thuộc phần lớn vào quân đội khác về chỉ huy, về vũ khí và ngay cả chiến lược để nhào nặn thanh mới và tách ra độc lập tác chiến như kiểu Lam Sơn 719 rất khó mà địch nổi đối phương. Và Kỳ cũng như Thiệu
đều chỉ biết kêu to, Việt Nam hóa chiến tranh của Nixon làm sao có thể khác được. Quý vị thân mến, với chiến thắng vẻ vang của sư đoàn 308 trong trận tấn công điểm cao 500 đã xóa sổ tiểu đoàn Mỹ Ngụy ác ôn nhất lúc bấy giờ. Sự kiện này có tầm ảnh hưởng sâu sắc về cả quân sự và chính trị, làm lung lay âm mưu Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ, bước đầu cho thấy sự sai lầm về chiến lược và báo hiệu rủi ro, nguy cơ của loại hình chiến tranh này.